Trở lại kênh YouTube Lý Việt Camera của mình. Thì mình đã sưu tầm được 27 điều cần thiết về dự đoán tương lai của BNB Network các bạn nha. Mình hy vọng là cái này sẽ rất là hữu ích cho các bạn để các bạn quý giá từng đồng bi của các bạn nha. Một, dự đoán giá BNB Network, nhiều người dự đoán rằng giá trị của đồng bi sẽ tăng lên khi mạng lưới BNB Network phát triển và người dùng sử dụng nó để thực hiện các giao dịch. Một là giá trị bi sẽ tăng các bạn nha. 2. Tính bền vững của Bi Network. Một số người lo ngại rằng Bi Network có thể không bền vững vì không có tính chính sách tiêu thụ hoặc các đối tác đáng tin cậy. 3. Tính cạnh tranh của Bi Network. Bi Network đang hoạt động trong một thị trường cạnh tranh với nhiều đối thủ khác nhau, vì vậy điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của nó. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là đến bây giờ chưa có một đồng B đồng nào mà có thể vượt qua Bi được các bạn nha. Cho dù nó chưa có được uh, giao dịch hay là được hoàn thiện như các đồng khác4 <laughs> tính thanh thanh khoản của B Network một số người dự đoán rằng đồng bi có thể không dễ dàng đổi sang tiền mặt hoặc đồng tiền điện tử khác dẫn đến sự kém thanh khoản à, Tuy nhiên là các bạn biết rằng là sự thanh khoản của nó là nằm ở trong cái việc trao đổi hàng hóa nha vì mục đích của bi chính là tiền đó tiền chứ không phải là đồng tiền điện địa... tử À, ảo giống như các khác, khác, nha bản chất của bi là nó khác cho nên là cái thanh khoản của nó là nằm trong cái giá trị của hàng hóa đó năm tính ổn định của giá trị các nhà phân tích cho rằng để giữ được giá trị của đồng bi mạng lưới bi network cần phát triển và tăng cường tính bền vững à, thì tính bền vững đó chính là hệ sinh thái đúng không các bạn nó phát triển càng lớn thì tính bền vững càng vững thôi 6. tương lai của các tính năng mới bi network đang phát triển nhiều tính năng mới như tích hợp thanh toán và cung cấp dịch vụ khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của nó. Đó, cũng là xây dựng chương trình hackathon hoặc là các uh, các uh, uh, dApp ha. Ờ, rất, rất rất là nhiều thứ, nói chung là tích hợp trong cái browser các bạn xem các bạn cũng thấy, hoặc là các trang thương mại điện tử. Rất là nhiều ha. Số 7. Mức độ phổ biến của Pin việc Pin được sử dụng và phổ biến ra sao trong tương lai cũng là một yếu tố quan trọng trong dự đoán về tương lai của nó. Thì các bạn biết rồi, hiện bây giờ ngày nào mình cũng đưa tin về bi, nó đang phát triển rất là mạnh ha, bởi vì các cái uh, nhiều cái cửa hàng dịch vụ họ đã chấp nhận thanh toán bằng bi ngày càng nhiều và thậm chí là không phải là giá thấp đâu mà là RCV giá tròn cầu ha, 314.159 đô rất là nhiều nha. Và Việt Nam chúng ta cũng đã tổ chức một cái cuộc như vậy và sắp tới nữa sắp tới nữa sẽ rất là nhiều thứ sẽ mọc lên ha với giá rất là cao số 8 sự cập nhật và phát triển của pin Network, mức độ phát triển và cập nhật của pin Network cũng có ảnh hưởng đến sự ổn định và tính bền vững của mạng lưới. Thì cái sự cập nhật thì nó cũng cập nhật nhiều các bạn, tuy nhiên là nó đang vướng cái vấn đề về KYC cũng như là cái cái việc mà dự đoán về mainnet mở. Thì mình nghĩ là trong tương lai cái việc này cũng sẽ giải quyết về việc KYC cho các bạn thôi treo thì chúng ta cảm thấy nản nếu như các bạn chưa được KYC mà các bạn bị treo á thì cũng nản hoặc là KYC rồi nhưng mà không có chuyển từ màu cam sang màu xanh mà vẫn màu cam hoặc là bi cho về ví thì những yếu tố này nó nhỏ thôi tuy nhiên là nó đang cản trở và nó làm cho các bạn không có được vui à, tuy nhiên là nếu chúng ta thật sự tin vào dự án thì chúng ta hãy đi cho đến cuối cùng thì cái việc nhỏ này mình nghĩ là sẽ trước, trước sau gì nó cũng gỡ thôi chẳng qua là có thể là bi team tính toán hoặc là có những việc gì đó mà Ờ, chưa kịp để làm công việc này thôi chứ việc này thực sắc ra mà nói thì nó nhỏ các bạn chứ nó không lớn rồi tiếp theo là số 9 tương lai của thị trường tiền điện tử sự phát triển của thị trường tiền điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của bên bên à, thì cái này cũng đúng các bạn Tuy nhiên thì các bạn biết bản chất của bi là nó khác so với cái đồng tiền khác à, cho nên không cần lên sàn đâu không cần lít sàn ha à, nó là tiền mà cho nên là thì thật ra thì nếu mà À, nếu mà nhiều cái đồng tiền khác nó chết đi thì bi nó phát triển càng tốt à, Nói chung là ai cũng thích như vậy số 10 tương lai của công nghệ blockchain công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của bị network rồi các bạn biết rồi uh, blockchain là uh, cái công nghệ này uh, nếu mà phát triển tốt thì uh, các bạn uh, không cần phải qua giao dịch trung gian ngân hàng ha. mà bi nó sẽ là uh, không cần cái giai đoạn trung gian như vậy thì các bạn biết rồi nó sẽ sẽ rất là tốt ha và nó sẽ đem trao quyền đến cho mọi người hơn là tập trung vào một cái tay nào đó ha 11 sự thay đổi của quy luật xin lỗi 11 sự thay đổi của quy định và luật pháp sự thay đổi của quy định và luật pháp cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của biotech và tương lai của đồng bi đồng tiền bi thì các bạn biết là khi mà từ khi bi ra đời thì rất rất là nhiều ngân hàng về tiền fiat đã sụp đổ ha và bây giờ họ cũng đang xây dựng các ngân hàng số các bạn ha, ngân hàng số và cũng rất là nhiều đất nước đã chuẩn bị để thay đổi cái chính sách của họ cho đồng tiền số này lúc trước thì không có nhưng bây giờ thì họ đang bắt đầu thay đổi châu Âu hay là Mỹ hay là các nước khác ha. Rồi 12. Sự phát triển của hệ sinh thái b Network, hệ sinh thái b Network đang được phát triển để cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho người dùng, bao gồm cả thanh toán, trò chơi và ứng dụng tài chính. Sự phát triển của hệ sinh thái này sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của b Network. Đó, thì cái hệ sinh thái các bạn biết rồi rất là nhiều cái trung tâm thương mại một lên như Bychain Mall, Mall, ha. À, rồi rồi v.v vân vân. Rất rất là nhiều trang và rồi BiBand ngân hàng ha hoặc là trò chơi NFT của Bychain v vân vân. Ha rất là nhiều. À, tích hợp vào cái cái cái, cái brainstorm của Binance các bạn nhé. Nói chung là hệ sinh thái rất là đa dạng và phong phú nha. Từ những cái uh, trao đổi mặt hàng vật lý đến những cái công nghệ số ha hoặc là những cái sản phẩm và dịch vụ vân vân nói chung là rất là nhiều thứ làm tóc uống tóc cửa hàng vân vân à, nhiều lắm cho nên là tương lai triển vọng của bi rất là tốt các bạn 13 số lượng người sử dụng số lượng người sử dụng bi network sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản và giá trị của đồng bi nếu có nhiều người sử dụng đồng bi sẽ được xem là có giá trị hơn đó thì các bạn biết cz là ceo của bnn cũng nói mà một đồng tiền nào mà có tính viral tức là tính lan tỏa và nhiều người biết đến nhiều người sử dụng thì đương nhiên nó có giá trị các bạn cho nên là các bạn biết là hiện bây giờ cộng đồng của bi là ít nhất ít nhất cái cái, cái người mà thường xuyên đào là 45 triệu rồi và trong tương lai nó sẽ tăng nhiều hơn nữa các bạn còn cái cái việc mà họ đăng ký cả tổng thể thì rất là nhiều tầm là hàng tỷ cái tài khoản các bạn kể cả tài khoản ảo thì kể cả tài khoản thật kể cả tài khoản đăng đào cả tài khoản bỏ là cả cả tỷ rồi ha nhưng mà đào chính thức thì còn 45 triệu nha rất là cao các bạn chưa có một cái 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 cộng đồng nào mà lớn như cộng đồng Pi bây giờ nha <laughs> số 14 <laughs> tính đáng tin cậy của Pi Network điều này rất quan trọng đối với việc tạo lòng tin và sự chắc sự hấp dẫn của Pi Network đối với người dùng <laughs> các bạn biết rằng cái dự án Bi này á, thì cái đội ngũ Pi Co team các bạn cũng đã biết mặt ha à, Nicolas và channel Fan, ha và ngoài ra thì còn có nhóm Bitcoin nữa. Thì các bạn đều biết trong khi tức là cái dự án này là một cái dự án mà có người đầu tư các bạn biết rõ ràng, nguồn gốc của nó cho nên thật sự là mình theo mình thì rất là đáng tin cậy nha. Và số 15, tính an toàn của Binance Network. Binance -network cần được đảm bảo an toàn để người dùng không phải đối mặt với rủi ro về việc mất mát tiền tệ hay dữ liệu của nhân của nó. Thì các bạn biết là cái ví bi là có thông tin là Binance Network, B team sẽ thêm một cái một cái mật khẩu giao dịch trong cái ví bi ha thì cái này là chưa có thấy phát triển phát triển tuy nhiên là trong cái phần cách đây vài ngày thì nó còn cũng có đề cập đề cập tới vấn đề này ha cho nên là mình nghĩ là đối với bi thì khá là an toàn tuy nhiên là chúng ta phải có kiến thức để chúng ta bảo vệ số bi của của mình thôi nếu mà các bạn mất cái chìa khóa là mất cái mật khẩu này nọ thì đương nhiên phải mất rồi cái gì cũng vậy các bạn ha nên là mình nghĩ là mạng B là khá an toàn nếu như các bạn có kiến thức tốt thì các bạn sẽ giữ được số bi của bạn thôi. Số 16 tính khả dụng của bi network. Bi network cần được đảm bảo khả dụng để người dùng có thể sử dụng một cách thuận tiện và không gặp trở ngại khi sử dụng. Mình nghĩ thì công nghệ số công nghệ bây giờ là 4.0 hết rồi và dân trí cũng đã phát triển và cái trình độ của họ cũng nâng cao. Cho nên là cái việc mà số ít người sử dụng không được bi cũng là uh, cũng là số ít thôi các bạn. Tất cả còn lại thì mình nghĩ đều có kiến thức hết. Ít nhất các bạn cũng biết gửi tiền ha, gửi qua lại. Rồi 17. Tính đồng nhất của đồng của cộng đồng B-Network, sự đồng nhất trong cộng đồng người sử dụng B-Network cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo sự hấp dẫn và lòng tin của người dùng. Thì mình thấy chưa cộng đồng nào mà mà, mà đồng nhất và, và mà, mà liên hiệp và, mà, mà kết hợp tốt như là cái cộng đồng B đó. Ha, nên là các bạn phải thấy là cái cái việc mà họ diễu hành giống như biểu tình vậy nhưng mà thực chất thì họ đang lan tỏa bi à, tất cả các nước như Indonesia, Trung Quốc hay là Philippines vân vân hay là các nước khác nữa rất là mạnh mẽ các bạn về cái việc của tính đồng nhất tính mà là liên kết như thế này á tức là hợp tác với nhau á, mà đồng lòng để mà phát triển á, thì rất là mạnh ha 18 tính tiện lợi của Binetwork Network cần được thiết kế để cung cấp các dịch vụ thuận tiện cho người dùng bao gồm cả khả năng sử dụng trên các thiết bị di động cái này để các bạn biết rồi quá thuận tiện luôn ai cũng có smartphone thì các bạn có thể đào được bi số 19 tính tiềm năng của Binetwork Network cần được đánh giá về về tiềm năng trong tương lai bao gồm cả khả năng cung cấp các dịch vụ mới và tạo ra giá trị cho người dùng bởi cái này thì quá tuyệt vời rồi bi không tiềm năng là sau 45 triệu người họ đang đào trực tiếp trực tiếp được đúng không có nghĩa là thường xuyên đào được phải rất là tiềm năng rồi bởi vì thậm chí là hay là các bạn biết là đồng bi sẽ là một cuộc cách mạng trong tiền điện tử và thay thế cái đồng tiền fiat mà không phải thay thế mà chạy song song các bạn thì các bạn biết rồi mà đồng tiền fiat trong các ngân hàng đang sụp đổ mà cho nên đồng bi là một cái một cái ứng cử viên rất là sáng giá cho cái việc uh, uh, tốt trong tương lai đồng tiền số trong tương lai các bạn nha. 20. Tương lai của nền kinh tế số. Nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng và có thể ảnh hưởng đến tương lai của B World Việc biến World phát triển và tạo ra giá trị cho người dùng có thể tạo ra cơ hội cho nền kinh tế phát, số phát triển hơn nữa. Đó. Nếu mà giao dịch tốt, bi giao dịch tốt thì duy nhất chỉ có bi hiện bây giờ là một đồng tiền số rất là tốt thôi. À, nhất thôi, tốt nhất thôi, không có đồng tiền nào khác. Hy vọng là bi sẽ sẽ rất là ok trong tương lai các bạn nha. 21. Đối thủ cạnh tranh Bin Network sẽ phải đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trong ngành tiền điện tử và đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của nó. Thì cái yếu tố này cũng đúng các bạn. Trong tương lai thì nhiều khi có đồng tiền khác nó xuất hiện tốt hơn Bin thì khác nhưng mà hiện bây giờ thì chưa có đằng nào hết. Có thể 100 năm sau mới có các bạn, còn hiện bây giờ thì không đâu. Chưa có một ai qua được Bin. Được chưa? Chưa có một đồng tiền nào qua được Bin các bạn. Còn những đồng tiền khác thì họ họ nói là co ví dụ như là co đi mạnh nhất thế giới này nọ Sẽ vào nó dốc thôi các bạn nó xạo thôi chứ thực chất thì thì có chưa có một cái thằng nào qua nổi bi đâu có đi chăng nữa cũng phải rất là thời gian rất là lâu khoảng trăm năm nữa đó cho nên là việc mà các bạn được giữ đồng tiền bi trong túi các bạn là thực sự là các bạn rất may mắn ha à, nhưng mà do những cái yếu tố nhỏ ảnh hưởng chẳng hạn là KYC chưa được hay là bị treo hay là bi chưa về ví ha hay là chưa được KYC thì các bạn nản thôi chứ thực chất ra đến bây giờ bi vẫn là hành tụ tốt nhất các bạn 22. Sự ảnh hưởng của chính sách quản lý, chính sách quản lý và quy định về tiền điện tử và blockchain của các quốc gia có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bi network trong tương lai đương nhiên rồi các bạn nhưng mà mình nói cho các bạn biết là hiện bây giờ là cái sự ủng hộ của bi của các nước trên thế giới thì rất là tốt các bạn không có một đất nước nào từ chối cả nha ngay cả trung quốc là đất nước kinh tế phát triển rất là tốt và rất là mạnh nhất là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới họ đã chấp nhận bi như thế nào rồi các bạn phải nhìn trung quốc các bạn thấy đó là nước đi đầu và tiên phong ha và làm rất là tốt nha rồi, tiếp theo 23, sự phát triển của công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng và có ảnh hưởng đến tương lai của Bi Network. Việc tận dụng các tiến bộ trong công nghệ này có thể giúp Bi Network tạo ra giá trị mới và nâng cao tính cạnh tranh. Rồi, blockchain thì mình nói vừa nói ở trên ha. Blockchain thì khỏi nói rồi. 24, sự phát triển của của thị trường tiền điện tử. Thị trường tiền điện tử đang ngày càng phát triển và có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng Bi trong tương lai. Rồi, 25. Tính minh bạch của Bnetwork. Tính minh bạch trong hoạt động và quản lý của Bnetwork là yếu tố quan trọng để tạo lòng tin cho người dùng. Đương nhiên là các bạn cũng thấy nó khá minh bạch đúng không? Cái này các bạn có thể nhận xét và mình nghĩ là mọi người trên thế giới đều biết hàng triệu người sẽ thấy cái điều này. rồi 26. Tính ổn định của Bnetwork. Tính ổn định của Bnetwork sẽ ảnh hưởng đến giá trị và tính thanh khoản của đồng bi trong tương lai. Tính ổn định của Bnetwork. Cái này thì trong tương lai sẽ chứng minh các bạn nha. Nhưng mà hiện bây giờ thì rất là tốt nha. 27. Các ứng dụng thực tiễn của Bi Network ngoài việc làm một đồng tiền điện tử, Bi còn có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả thanh toán, truyền thông, xã hội và ứng dụng tài chính. Tính khả thi và tiềm năng của các ứng dụng này cũng ảnh hưởng đến tương lai của Bi Network. Thì mình nghĩ là cái bước 26 này, cái trong tương lai, cái dự đoán trong trong tương lai này á, quá ok và bây giờ các bạn đã thấy tín hiệu tốt rồi. Các ngân hàng số họ cũng đầu chuyển thay đổi đó để chấp nhận đồng Bi đó. Và Bi cũng có giấy phép ở trên ở các nước châu Âu hoặc là Trung Quốc v.v để mà phục vụ cho trong tương lai. Đó cho nên là mình nghĩ là 27 cái dự đoán trong tương lai này rất là tuyệt vời ha dành cho bi. Hy vọng các bạn giữ chặt cái đồng bi của các bạn rất tốt nha và hãy học nhiều hơn nữa để các bạn để có kiến thức tốt về bi để các bạn uh, sử dụng nó một cách uh, tốt nhất và mang lại sự giàu có cho các bạn nha. Rồi thì uh, hy vọng là các bạn thích uh, uh, những cái dự đoán này trong tương lai và nếu các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh youtube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để mình có những động lực mới nhất để mình tìm thêm những cái thông tin hay nhất mình cung cấp cho các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.